Hello, xin chào anh em. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 10 và Kỳ Duy Xanh về một công ngói bitum phủ đá siêu to khổng lồ với trọng lượng 28 tấn. Và bây giờ anh em mình sẽ khui công. Ok. Và hình dạng mà ngói bitum phủ đá Kỳ Duy Xanh đang tồn kho sẵn sàng đó là hình dạng tổ ong. Hình dạng đồng phẳng. Hình dạng bẫy cá. Và hình dạng đa tầng. Hiện tại thì Kỳ Duy Xanh đang tồn kho 4 hình dạng và cho nhiều màu sắc khác nhau như là vâng, và một tháng thì Kỳ Duy Xanh sẽ về từ 2 tới 3 công hàng ngói bitum như thế này. Và chúng tôi tự tin là đơn vị cung ứng top 1 trên thị trường Việt Nam, khối lượng, sản lượng, cân mọi dự án. Anh chị nào cần khối lượng lớn hoặc là cần giá của nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc, hãy liên hệ với Kỳ Duy Xanh. Kỳ Duy Xanh trường tồn với thời gian,